Sáng ngày 8 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cùng các sở ngành kiểm tra thực địa thi công nhiều dự án cầu đường trên địa bàn thành phố. Tại dự án xây dựng cầu Long Kiển, huyện Nhà Bè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường phê bình các sở ngành phối hợp chưa tốt để dẫn đến dự án chậm tiến độ quá lâu, đặc biệt là ngành điện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương dùng lực đẩy nhanh tiến độ, công đoạn nào thi công được thì thi công, không thể chờ. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban Giao thông chủ đầu tư, cho biết nguyên nhân dự án kéo dài là do chậm giao mặt bằng. Ban Giao thông đề nghị Công ty Điện lực Duyên Hải di dời hệ thống điện trung hạ thế dọc tuyến, đồng thời thông báo cho các đơn vị viễn thông liên quan di dời đồng bộ dây thông tin trên trụ điện để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Hiện đơn vị thi công đang triển khai phần đổ bê tông mặt cầu, đắp đất đường dẫn hai đầu cầu. Tuy nhiên, công trình vẫn ngổn ngang, chưa biết ngày hoàn thành. Người dân Nhà Bè hàng ngày phải đi qua cầu sắt cũ, nhỏ hẹp, đã xuống cấp trầm trọng, thường xuyên kẹt xe. Cầu Long Kiển dài 318m, tổng mức đầu tư 589 tỷ đồng. Tại dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở ngành khẩn trương phối hợp cập nhật quy hoạch tổng thể dự án để thực hiện hoàn chỉnh toàn bộ. Vì đây là nút giao phức tạp nhất do có nhiều dự án đi qua, các tuyến metro. Ông Lương Minh Phúc cho biết dự án chậm do vướng các hạng mục công trình di dời và tái lập các tuyến cáp viễn thông. Theo ông Phúc, hiện các nhà thầu đang tập trung triển khai các gói thầu, di dời hệ thống điện nước trong khu vực nút giao để có mặt bằng tiếp tục thi công các đốt dầm. Dự án sẽ hoàn thành trong quý 4 năm 2024. Dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh xây dựng mới hai hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh, tổng mức đầu tư hơn 830 tỷ đồng. Dự án khởi công vào ngày 22 tháng 4 năm 2020. Hiện khối lượng thi công chỉ đạt khoảng 36%. Đối với hai dự án cầu Phước Long, quận 7, huyện Nhà Bè và dự án mở quốc lộ 50, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đạt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.